Thì hôm nay là chúng ta về dự lễ Phật đản. Thì trước và trên hết quý vị đều hầu như ai cũng hướng về để làm gì? Để cầu nguyện. Cầu gì quý vị? Quý vị cầu gì? Cầu bình an, cầu chư Phật gia hộ. Thì hôm nay sẽ chia sẻ quý vị về vài nét, về cái ý là cầu có được gia hộ hay không, và gia hộ như thế nào. Thì Đức Phật đản sanh, hình ảnh Đức Phật đản sanh, Ngài sanh ra ở đâu quý vị? Thành Ca Tỳ La Vệ. Nhưng mà ở đâu? Dưới cây gì? Dưới cây Bồ Đề hả? Ở sao nghe nó dưới cây Bồ Đề? Dưới cây Hoa Vô Ưu. Thì thưa quý vị, Ngài sanh ra dưới gốc cây. Tại sao trong hoàng cung nguy nga tráng lệ mà không có sanh? Trên đường đi về, Hoàng hậu Maya, phong tục người Ấn Độ, người phụ nữ khi mà được sanh, đi khi gần sanh con phải về quê ngoại. Thì trên đường về, ghé vườn Lâm Tỳ Ni, hoa nở đẹp, thì với bệnh thì thai bào hiện ra, thái tử sanh, Đức Phật sanh ra đời. Thì trong hoàng cung nguy nga tráng lệ mà không có, Ngài không sanh, Ngài sanh dưới gốc cây. Là để nhắc cho chúng ta một cái điều gì quý vị? Phải yêu bảo vệ môi trường thiên nhiên. Phải yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, môi trường thiên nhiên. Đó là cho chúng ta những cái dưỡng khí. Cho nên đó là một cái ý thứ nhất mà cái sự đản sanh của Ngài dưới gốc cây Vô Ưu. Và thứ hai, Ngài sanh ra bước đi mấy bước quý vị? Có ai nhớ 6 bước không? Thì 7 bước thưa quý vị. Con số 7 là tượng trưng cho gì? Đó là bao quát cả. Nó như người nào mà nắm giữ cả vũ trụ, tức là gì? Cả không gian và thời gian. Không gian có mấy chiều quý vị? Bốn hướng. Đông Tây Nam Bắc. Rồi thời gian có mấy hướng, mấy chiều? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Tức là không gian 4, thời gian 3 là 7. Tức là ý chỉ rằng một người mà khi mà họ nắm cả cái, hiểu cả cái quy luật, nắm giữ được cái quy luật của vũ trụ, tức là người đó chinh phục được vũ trụ, tức là có thể làm thầy của trời người. Thì Ngài bước đi 7 bước, một cái sự huyền thoại. Nhưng mà đó là một bậc vĩ nhân mà có những cái sự huyền thoại như vậy. Đó là về, chỉ về những cái mầu nhiệm để cho chúng ta thấy rằng đương nhiên Ngài là Đức Phật lịch sử, vẫn là một con người sanh ra như bình thường. Nhưng với những người vĩ đại thì có những cái nhân cách hóa để trân trọng hơn sự thị hiện của Đức Phật. Thì con số 7 là để chỉ cho người nắm giữ cả cái vũ trụ. Và một cái ý nghĩa là số 7 là một cái số kiết tường. Và Ngài bước đi 7 bước trên hoa sen. Và mỗi bước đi của Ngài đều có cái gì nở quý vị? Hoa sen nở. Chứ đừng nói hoa súng nở hoặc là hoa hồng nở nha. Thì hoa sen nở là ý sao quý vị? Mỗi bước chân đi hoa lại nở, là ý là có ai nói được cái ý nghĩa gì không? Tại sao không có cái gì khác nở mà lại hoa nở? Để cho chúng ta thấy rằng nơi nào có bước chân của chánh pháp hiện hữu thì nơi đó hoa nở cuộc đời sẽ gì? Thêm sắc hương, thêm tươi đẹp. Thì nơi nào có bước chân của chánh pháp hiện hữu thì nơi đó có được an lạc, có được giải thoát. Cho nên mỗi bước đi hoa sen nở. Nơi nào có những bước chân của quý vị Phật tử biết tu tập, biết hướng về Tam Bảo, thì nơi đó chánh pháp hiện hữu. Và có chánh pháp hiện hữu thì có sự an lạc và hạnh phúc. Và hình tượng Ngài một tay chỉ trời, một tay chỉ đất là sao quý vị? Là nói sao? Nói là có mấy vị nói cái ý vui, nhưng mà cũng không có ý, không có cái sao hết. Cho nên cũng nói rằng một tay chỉ trời là nói là các, một tay chỉ đất nói rằng các con cứ ở lại trần gian, còn ta đi đây. Vậy cũng được quý vị. Là thôi các con cứ ở lại trần gian, còn ta đi đây, ta lên trời. Thì thưa quý vị, cái đó là nói vui thôi. Nhưng mà cái ý một tay chỉ trời, tay nào? Tay trái chỉ, tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất, là cho chúng ta một cái bài học rất là hay, rất là ý nghĩa. Phải là gì? Cái đúng, cái thiện, cái lành. Nếu chúng ta hướng về hướng thiện, hướng về hướng lành, biết tu tập thì gì? Chúng ta sẽ làm gì? Bay lên cao, sẽ hướng lên cao. Còn nếu chúng ta làm ác thì sao? Phải đọa lạc ở cõi khổ đau. Cho nên một tay chỉ trời, một tay chỉ đất.
là chỉ cho chúng ta thấy hình ảnh nếu hướng về con đường tu tập thì chúng ta chắc chắn sẽ đi về hướng thiện, còn nếu chúng ta làm ác là sẽ đọa lạc khổ đau. Mà quý vị đây, tại vì chiếc áo này là phủ luôn, còn quý vị coi hình ảnh mà Đức Phật mặc chiếc y mà hở đó, thì ngay cả quý sư này quý vị hở bên tay, hở như vậy, che bên tay trái, che bên vai trái, là ý sao quý vị? Cũng là một cái ý cho chúng ta học, là gì? Những cái gì xấu xa, trái là mặt xấu, che đậy và diệt trừ nó. Cho nên che cái y này khoác lên, Đức Phật quý vị thấy Ngài quấn cái y cũng khoác che bên trái mà bày vai bên hữu, là chúng ta một cái bài học, là chúng ta nhắc nhở chúng ta rằng mỗi khi mình đứng trước thấy hình ảnh Đức Phật khoác một chiếc y như vậy là gì? Là gì? Che đậy những cái gì xấu xa, chúng ta diệt trừ, diệt bỏ những cái tham, những cái giận, những cái si mê, những cái xấu chúng ta diệt bỏ. Nhưng mà mình có chịu diệt không? Xấu thì chúng ta la lên cho to, đúng không? Chúng ta làm cho dữ lên, càng xấu chúng ta làm càng dữ, thì như vậy là chúng ta chưa đúng. Thì cái gì xấu chúng ta che lại, diệt trừ nó. Thì cho nên đây là cuộc đời Đức Phật, là một bài học rất là vĩ đại mà chúng ta học. Thì bây giờ chúng ta quay về cái ý nghĩa cầu nguyện để được Ngài gia hộ. Thì quý vị ngẫm xem Ngài gia hộ chỗ nào. Quý vị nói con cũng cầu nguyện hoài, lễ Phật đản chùa nào con cũng đi hết, con cầu 10 chùa luôn mà Ngài không có gia hộ con chút nào hết. Sao nói là cầu là được Phật gia hộ mà sao con cầu không có? Thì quý vị phải để ý. Có một bà cụ này quý vị, gia đình là người Tây Tạng, có đứa con trai là chuyên đi qua Ấn Độ để buôn bán. Thì người mẹ ngưỡng vọng Đức Phật quá cho nên nói rằng con đi qua đó con kiếm cho mẹ một ít đất cũng được, ngay nơi Đức Phật đản sanh, hoặc nơi Đức Phật thành đạo, hoặc nơi Đức Phật nhập niết bàn, nơi nào cũng được, một có một miếng đất của Phật về cho mẹ lễ lại. Thì đứa con đi mấy lần đều quên, không nhớ, cứ lo buôn bán không có nhớ. Thì một lần đó người mẹ mới nói rằng lần này con đi về nếu không có một miếng đất cho mẹ, đất Phật cho mẹ, thì chắc mẹ tự tử chết, mẹ không sống đâu. Thì mẹ hù như vậy thì đứa con sợ quá. Nhưng mà đi lo làm ăn riết cũng quên nữa. Thì sao? Trên đường về, ông mới nghĩ cái cách bây giờ mình lấy đại miếng đất ngoài đường, ngoài vườn, ngoài chỗ nào cũng được, kiếm đại miếng đất về mình nói này đất Phật, mẹ đâu có biết đâu. Mẹ không biết. Và anh này đã dối mẹ mình như vậy, tức là lấy đại một miếng đất ở trên đường đi mang về cho mẹ mình. Và mẹ cứ nghĩ rằng đó là đất Phật, ngày nào cũng xin tu. Và quý vị tu riết mà quý vị, đất nó có ánh sáng, có hào quang rực luôn. Bà cuối đời bà ra đi một cách rất là nhẹ nhàng, có ánh sáng. Và hầu như những người dân chúng, bạn bè xung quanh mỗi ngày đều đến lễ lại, tại vì thấy cái sự màu nhiệm. Thì cho quý vị thấy rằng cái sự gia hộ nó nằm ở đâu, Phật hiện hữu nằm ở đâu, tức là ở cái tâm quý vị. Ví dụ quý vị ở nhà thờ tượng Phật rất là đẹp, rất là to, nhưng mà quý vị không tu, ngày nào cũng chỉ lại thắp cây nhang cầu một cái rồi đi thôi, không có cái sự tu tập, vẫn tham lam sân giận si mê, thì Phật, cái tượng xi măng vẫn là xi măng thôi quý vị, tượng bằng giấy vẫn chỉ là bằng giấy. Còn nếu quý vị không phải có tượng Phật mà chỉ là một nắm đất ở ven đường thôi, nếu quý vị đặt cả cái tâm thiện, đặt cả cái tâm không tham, không sân, không si ở đó, quý vị tu tập, thì ở đó có Phật hiện hữu, có tâm Phật hiện, có Phật hiện hữu. Cho nên tất cả quý vị phải nhớ rằng quý vị thờ Phật cũng đó là một cái tốt để nhắc nhở mình hằng ngày mình lễ lại, mình cầu nguyện để được chư Phật gia hộ. Thì gia hộ là chỗ đó đó quý vị, tức là mỗi khi mình thấy trước hình ảnh Đức Phật, mình có một cái cảm xúc kỳ lạ, mình có một cái sự an lạc, cái đó là Phật gia hộ đó quý vị. Chứ không phải là chờ Ngài phóng hào quang cho sáng nhà mình hay là cái gì mới gia hộ, không phải. Mỗi ngày quý vị lên thắp một cây hương, quý vị niệm kiếm tiếng Phật, lòng mình cảm thấy an lạc, tự nhiên mình thấy học thực cái hạnh từ bi của Ngài, mình không còn hung dữ nữa, mình bỏ cái ác đi, đó là Phật gia hộ. Cho nên có một lần quý vị biết là Đức Phật trên đường đi đến một nhà gọi là Vương Tử Bồ Đề. Một vị này tên là Vương Tử Bồ Đề. Vị này thỉnh Đức Phật tới để thuyết pháp thọ trai.
Thì khi tới nhà này, vị này quá tôn kính Đức Phật cho nên trải một tấm vải rất là quý giá, trải từ trong nhà ra ngoài đường. Khi tới đó Đức Phật đứng lại, Đức Phật mới nói với A Nan là hãy dẹp cái tấm đó đi. Ngài bước đi trên đất thôi. Ngài mới nói rằng còn bên ngoài kia còn bao nhiêu người nghèo đói, không có ăn mặc, tại sao ta phải phung phí như vậy? Đó là cái hạnh mà chúng ta có thể học từ Đức Phật là gì quý vị? Lòng gì quý vị? Đó là lòng từ bi. Quý vị biết thương người. Quý vị ví dụ hôm nay định đi mua một cái áo thật đắt tiền, nhưng mà nghĩ lại cha mẹ mình, ông bà mình, anh chị em mình cực khổ quá mà mình xài phung phí quá. Mình nghĩ rằng còn những người họ khổ hơn mình nữa, mình xài cái gì vừa vừa thôi. Thì cái đó là quý vị được Phật gia hộ đó. Tức là sao? Mình nhớ tới lời Phật dạy, mình học theo cái hạnh của Phật, đó là được gia hộ. Chứ không phải là quý vị chờ Ngài xuống, quý vị thấy nằm mơ thấy Ngài hiện hữu trước mặt mình mới gia hộ. Không. Cái đó, đó là quý vị nhìn Đức Phật bằng một vị thần thánh. Tức là quý vị nhiều khi có thể nghĩ rằng Ngài phải phóng hào quang xuống, Ngài phải bay trên mây đi trên gió mới là gia hộ mình được. Không quý vị. Cái sự gia hộ của Ngài hiện hữu trong cuộc sống hiện tại, trong từng lời nói, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng việc làm thiện của mỗi người. Mỗi khi quý vị khởi một tâm niệm sân, quý vị nhớ, tự nhiên nhớ tới lời Phật dạy, quý vị không sân nữa, cái đó là Phật gia hộ. Chứ không phải là quý vị chờ tới đâu mới gia hộ đâu quý vị. Một khi quý vị khởi một tâm niệm muốn trộm cắp hoặc là muốn mắng chửi người khác, quý vị nhớ tới lời Phật, quý vị chặn đứng lại, quý vị không làm nữa, cái đó là Phật gia hộ. Ví dụ quý vị đọc một bài kinh đi, tự nhiên thấy lòng mình nó có một cái cảm xúc kỳ lạ, mình thích và mình muốn đọc nữa, và mình thấy rất là an lạc, thì cái đó là Phật gia hộ. Quý vị phải hiểu cái sự gia hộ này nó phải thiết thực trong cuộc sống này để mình có được lời lạc. Quý vị ở đây có ai nằm mơ thấy Phật xuống không? Chưa thấy đúng không? Thì có nghĩa là có thấy hả? Có nghĩa là Phật chưa gia hộ đúng không? Thì thưa quý vị là quý vị phải hiểu rằng Ngài gia hộ không phải nó một cái ý nghĩa trên trời cao như vậy, mà ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống. Ví dụ hôm nay này, ngày Phật đản, quý vị gì có một cái tâm niệm về chùa, quý vị ít nhất đọc được bài kinh, tạo được chút duyên phước đó, quý vị tự nhiên mình có phước báu, là cái đó là Phật gia hộ quý vị rồi. Chứ không phải quý vị nói rằng con không thấy, con đâu có thấy đâu. Nhưng mà cái đó nó nằm thực tế trong cuộc sống của mình, nhưng mà mình không biết. Cho nên rằng là quý vị biết rằng cuộc đời Đức Phật nhiều cái để chúng ta học. Có một người con dâu nữa quý vị, là đệ tử của Đức Phật. Gia đình nọ thì không, gia đình chồng thì không biết đạo. Mỗi lần mà làm cái gì người con dâu hay niệm Phật á, thì gia đình chồng rất là ghét. Có một lần bạn của chồng tới chơi rất là đông, thì cô này gia đình vô tình giống như có những cái lời không tốt á với cô con dâu, thì cô này chỉ niệm Phật thôi. Thì lúc đó người chồng bị các người bạn cười mỉa mai, thì chồng mất cỡ quá, giống như xấu hổ với bạn bè đó, mới chạy tới thẳng Đức Phật, gặp Đức Phật và mắng chửi, mới nói rằng Đức Thế Tôn, tại sao ông dụ vợ tôi mà để cho vợ tôi mỉa mai tôi trước mặt bạn bè như vậy. Ông chửi hết lời. Và sau đó Đức Phật bình tĩnh, Đức Phật mới hỏi rằng ông tổ chức tiệc ăn mừng, tiệc hỏi, tiệc cưới, bạn bè tới chúc mừng rất là đông. Sau khi về ông tặng cho họ, bạn bè của ông, những cái món quà, họ không có nhận thì làm ông làm gì? Làm gì quý vị? Thì mình giữ lại đúng không? Tại vì không nhận mình phải giữ lại, mình đâu có thể quăng bỏ. Thì ông trả lời thì chúng tôi giữ lại thôi. Thì Đức Phật mới nói rằng cũng vậy, những gì ông đến ông chửi tôi không nhận thì nó thuộc về của ông. Đó là một cái bài học mà Ngài gia hộ cho mình rõ đó quý vị. Tức gì mình học được cái hạnh nhẫn nhục. Nhiều cái trong cuộc sống này, quý vị làm bất cứ một cái gì mà quý vị, khi mà cái ác nó khởi lên, quý vị nhớ tới Phật, nhớ tới Pháp, nhớ tới Tăng, nhớ tới Tam Bảo, quý vị chặn được những cái điều đó, là đó là quý vị được Phật gia hộ. Quý vị phải hiểu cái ý thiết thực như vậy. Nó không phải nằm đâu xa xôi hết.
Thì cho nên quý vị là cuộc đời Đức Phật Ngài chuyển hóa tu tập bằng ba, bằng bốn cách. Thứ nhất, quý vị nhớ cái ý này. Thứ nhất là thế giới tức đàn. Là sao quý vị? Thế giới tức đàn tức là gì? Tứ tức đàn là gì? Tức đàn tức là thành tựu. Tứ tức đàn là bốn pháp để thành tựu chúng sanh. Pháp thứ nhất gọi là thế giới tất đàn. Quý vị nhớ cái ý này để mình ứng dụng trong cuộc sống. Là gì? Tức là Ngài tùy vào thế giới này, tùy Ngài sẽ dùng những ngôn ngữ như thế nào, dùng những cái tư tưởng, những cái quan niệm như thế nào để Ngài độ. Đó gọi là thế giới tất đàn. Còn mình sao quý vị? Mình có thể học của Đức Phật là đến nhà ai thì sao quý vị? Nhập gia gì? Nhập gia tùy tục là quý vị sẽ yêu. Quý vị tới nhà bạn mà quý vị cũng chỉ chỗ muốn dạy người ta đủ kiểu hết là quý vị sẽ coi chừng không khéo là mất tình bạn. Thì cái thành tựu trong cuộc đời này chúng ta học từ cái Đức Phật ứng dụng thế giới tất đàn. Tức là tùy ngôn ngữ, tùy từng cái thế giới, tùy từng địa phương Ngài dùng ngôn ngữ như thế nào, tùy từng cái quan điểm, tùy từng cái tư tưởng Ngài dùng cái gì như để hợp với tư tưởng, với cái quan điểm, với ngôn ngữ của vùng đó. Ví dụ con nít nó nói tiếng Miên, tiếng gì đó mình cũng làm lại tiếng Miên luôn cho nó vui. Thì mình tùy theo cái cách. Thì cái ý nghĩa thứ hai mà Đức Phật thành tựu chúng sanh đó là gì? Đó là các vị nhân tất đàn. Là gì quý vị? Tức là đối với từng người, căn cơ từng người Ngài ứng dụng cho phù hợp. Ví dụ mấy đứa nhỏ thì mình sao? Đó cho nó hát bài hát mà nó nhớ hoài, nó nhớ về Buddha hoài, nó nhớ cái bài hát đó. Thằng nhỏ, bé nhỏ, tiểu nhỏ, cái con trai đó, nó ngày nào có Happy Birthday Buddha. Hoặc nó nghe tụng kinh riết nó cũng thống. Cho nên quý vị cha mẹ dẫn, quý vị đừng nói con cái lên chùa nó phá, quý vị không dẫn đi, là quý vị cho nó đi xa với tâm bảo hoài. Quý vị cứ tạo cơ hội cho nó, cho con cháu mình đến chùa nhìn hình ảnh Phật. Quý vị nhiều khi cứ nghĩ rằng thôi tôi không làm ác, tôi ở nhà được rồi. Mà ở nhà liệu quý vị có làm thiện được không? Đâu có cơ hội làm thiện đâu. Quý vị cứ ở nhà lo gia đình, xong quý vị nó không làm ác gì hết, ở nhà vẫn tu. Cái đó quý vị có thể, nhiều khi chúng ta chỉ ở nhà xài phước thôi mà quý vị không tạo thêm phước. Cho nên cái Đức Phật dùng cái phương pháp là các vị nhân tất đàn. Tức là đối với căn cơ từng người, Ngài dùng cái pháp nào để độ. Nếu mà ai tham ăn thì cho gì quý vị? Cho ăn nhiều vô để mới chịu tu. Mà ai tham gì? Tham ngủ thì cho ngủ nhiều thì hơi lú, là hơi phiền. Mà ăn nhiều thì gì? Ăn nhiều thì ngu, mà ngủ nhiều thì lú. Cho nên là cho ăn nhưng mà vừa phải thôi. Còn mà ai thích gì? Ai thích mà nghe nhạc thì mình cho nghe nhạc, nhưng mà không phải là cho nghe nhạc tình thê lương là họ còn khổ hơn nữa. Mà quý vị biết dùng cái pháp gì đó, những cái lời, tại sao Phật giáo mình dùng những cái lời kinh Phật chuyển thành những cái lời hát, để gì? Để cảm hóa được những vị mà còn thích về con đường âm nhạc. Đó là một cách để mà độ người. Đó gọi là các vị nhân tất đàn. Thứ ba là gì quý vị? Đối trị tất đàn. Đối trị tất đàn là gì? Tức là tùy căn bệnh từng người, người nào bệnh gì thì cho thuốc đó. Nếu bệnh cảm quý vị cho thuốc gì? Thuốc nhức răng được không? Nếu mà bệnh đau bụng quý vị cho thuốc gì? Nhức đầu có hết không? Nhiều khi nó không hết, phải cho đúng thuốc. Gọi là đối trị tất đàn. Biết bệnh gì chúng ta cho thuốc đó. Đức Phật cũng vậy, Ngài ai biết ai bệnh gì Ngài cho cái thuốc đó. Giống như thời Đức Phật có ông Cấp Cô Đập, quý vị biết con trai mình ham tiền, cho nên sao? Biểu đứa con là cứ tới nghe kinh, nghe Phật giảng đi, ngồi một buổi thôi, về ba cho 100 đồng. Thì chịu đi. Lần thứ hai nói đi về, nó hôm nay Phật giảng gì nó con đâu có biết, thì ba biểu con tới nghe thôi, con nghe xong thời con về được 100. Thì lần thứ hai nói đi nghe được một, thuộc được một câu thôi, về cho 200. Thì ông này ráng đi, tại vì mấy lần trước ông đi ông ngủ không à, đâu cần nghe đâu, tại vì chỉ cần đúng tiếng đi về thôi là được 100 đồng. Nhưng mà kỳ này ba mới nói rằng phải thuộc một câu
thì về tăng được 200. Thì lần sau đi về thuộc đúng một câu được 200. Còn lần thứ ba nói là không xin tiền nữa, không cần nữa. Là lúc đó ngộ rồi quý vị, là nghe ngộ rồi. Còn quý vị nghe nhiều mà quý vị có ngộ gì chưa? Chưa ngộ gì phải không? Mình phải ngộ, mình thấm từng lời Phật, mình được cái gì đó, mình cảm thấy an lạc, an vui. Đó là quý vị được Phật gia hộ. Thì cái thứ tư gọi là đệ nhất nghĩa tất đà. Thì cái này hơi khó, là Đức Phật gì? Với những người căn cơ cao rồi, là Ngài không có, Ngài chỉ thẳng à, ngươi là Phật sẽ thành. Chỉ thẳng là chỉ thẳng cái chánh pháp, cái chân đế để giác ngộ thành Phật. Không có đi vòng vo, không có dùng phở, dùng bún, dùng mì, dùng chả giò, dùng xôi, dùng gì để dụ, không có nữa. Đi thẳng thôi. Nhưng mà chúng ta tại vì còn căn cơ, còn chúng ta chưa có được thuần thục, cho nên tùy phương tiện. Thì ở cuộc sống quý vị cũng vậy, chồng con vợ mình khuyến khích con mình cho nó đi đến chùa để nó thấy hình ảnh Phật, nó đọc được một lời kinh, nó tạo được cái phước duyên. Còn quý vị cứ cho học ở thế gian, đương nhiên cái đó vẫn cần, nhưng mà nó không có cơ hội nó tiếp xúc với Tam Bảo, thì cái đó rất là uổng cuộc đời này. Tại vì chúng ta, mình quên một điều rằng là mình nuôi cái thân nhưng mà mình quên nuôi cái tâm. Cho nên rằng hôm nay lễ Phật đản, quý vị về dự lễ Phật đản, ít nhất chúng ta học được một bài học từ cuộc đời Đức Phật. Hồi nãy là cái bài học gì quý vị? Bài học gì hồi nãy đó? Bài học từ bi. Là mình biết nhớ nghĩ tới người khác một khi chúng ta sử dụng tiêu xài trong cuộc sống. Thứ hai là bài học nhẫn nhục. Làm cái gì quý vị lấy cái chữ nhẫn đứng đầu, quý vị sẽ thành công. Và muốn được Phật gia hộ thì quý vị phải làm gì? Có một cái sự tu tập, có một cái sự thanh tịnh hóa thân tâm, có cái sự an lạc, giao cảm được với chư Phật. Muốn Phật ở nhà mình linh thiêng, có Phật hiện hữu ở đó, thì quý vị phải tâm hướng thiện, phải lễ Phật, lại Phật. Và gì? Diệt bỏ những cái tham lam, sân giận, si mê, những cái ngã kiến trong lòng, thì quý vị sẽ được an lạc, là luôn luôn được Phật gia hộ. Nói thật quý vị, bản chất chẳng những, ví dụ những cái vị tu tập chúng cũng vậy quý vị, những người xuất gia cũng vậy. Nếu có được sự an lạc, biết tu tập chuyển hóa mới có được an lạc. Cho Phật cũng không phải là ưu tiên cho người xuất gia là ngài hộ nhiều hơn, còn quý vị tại gia hộ ít hơn, không có. Mà tất cả là do chúng ta tu tập chuyển hóa phiền não như thế nào thì được sự gia hộ như thế đó. Quý vị có được sự an lạc tới đâu, tức là gia hộ nhiều hay ít là ở đó. Thì quý vị hôm nay có ai thắc mắc gì không? Không có thắc mắc, cũng có yêu cầu thưa sư. Yêu cầu gì? Xin hát cả lương. Yêu cầu hát cả lương. Hát cái gì quý vị? À, cái đó là... Thôi bây giờ một câu ngắn thôi, cái này không phải vọng cổ, mà cái điệu về Đức Phật tại hôm nay là về mừng Phật đản sanh. Thôi làm câu ngắn thôi quý vị ha. Quý vị cho một tràng pháo tay. Ở phương xa kia là cõi trời đâu suốt, nhìn về địa cầu quê hương tôi thấy muôn loài đang ngục lặn trong biển trần khổ ai. Ngài về đây đêm qua bất diệt, gieo trồng trên vườn hoa xanh diệt. Ngài về đây học tiếng nói của con người. Muôn loài hân hoan hân hở reo cười, chọn đất lành thành ca tỳ la về. Dường lâm tỳ ni hoa nở rộ gốc vô ưu, trái đất của tôi đã bái lần chuyển đồng, như để báo tin mừng khắp ba cõi nhân thiên. Ngài đã về mang ánh sáng vô biên, bước bài bước nở bãi đài sen quy. Tinh tú muôn phương chầu về cho đến khi bình minh tỏa rạng, hoa nở chim ca muôn loài reo mừng.
trên trời cao, tiếng nhạc tưng bừng, bao tiếng ngợi khen, bao lời chúc tụng, chung vui cùng vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Đây thân vàng thái tử Tất Đạt Đa, tướng hảo quang minh bút mực nào ta được, tài trí thông minh người người đều nể phục, cũng cách phi phàm đáng bậc trượng phu. Rồi một lát nữa là hôm nay lễ Phật đản, một lần nữa cầu Phật gia hộ cho tất cả quý vị và gia đình luôn được thân tâm an lạc, và quý vị cố gắng tinh tấn tu tập để luôn có được sự gia hộ của Đức Phật. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cái điều khó thứ 6, đó là nhẫn chịu được sắc dục là khó. Thì thưa quý vị, cái câu này trước hết chúng ta tìm hiểu nhẫn nhục. Thì như lúc trước chúng ta cũng đã từng biết đó, thì nhẫn nhục ngoài cái vấn đề là nhẫn nhục những cái lời chửi bới, những cái lời trách móc, những cái lời mắng nhiếc, những cái lời không tốt, ta nói mình, nói xấu, nói những cái lời tệ bạc, những cái lời không hay, không đẹp, thì chúng ta nhẫn nhịn. Cứ nghĩ rằng nhẫn nhịn chỉ nhẫn nhịn cái điều đó thôi. Nhưng mà nhẫn nhịn đó là về, còn một phần nữa đó là nhẫn chịu được sắc dục. Thì chúng ta thấy đó, thì quý vị, cái nhẫn chịu được sắc dục này là gì? Đó là về những cái sắc tướng bên ngoài, về những cái ngũ dục như tài, sắc, danh, thực, thùy, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ. Là nghĩa là sao? Mình nhẫn chịu nghĩa là sao? Không phải là chịu đựng, không phải là phải ép buộc mình phải chịu đựng được khổ đau. Mà nhẫn chịu này là gì? Tức là nhắc chúng ta là thu thúc, phòng hộ được 6 căn của mình. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Không để nó đắm nhiễm với những cảnh trần ở cuộc đời. Cái điều này rất là khó làm. Đối với, đặc biệt là đối với những người mà chúng ta tu hành hướng về thánh nhân, làm thánh, làm Phật, thì chúng ta phải đoạn diệt được cái này. Thì bằng cách nào để chúng ta ngăn trừ nó? Thì Đức Phật mới dạy. Đối với người lớn tuổi hơn, người già, chúng ta phải quán nó như cha, như mẹ, như cha của mình. Đối với những người ngang hàng, chúng ta quán nó là như bạn bè của mình. Với những người lớn hơn một chút, đó là như anh, như chị của mình. Với những người nhỏ hơn, chúng ta quán là như cháu, như con của mình. Quán như vậy thì chúng ta không có khởi những cái tâm tham ái, những cái tâm luyến ái. Đó là một cái pháp để chúng ta giữ phòng hộ 6 căn của mình. Cái phòng hộ này không có nghĩa là chúng ta đơ, chúng ta không có cảm nhận. Đẹp chúng ta vẫn cho là đẹp. Cái mùi thơm chúng ta vẫn cho đó là mùi thơm. Cái vị ngon chúng ta vẫn phải biết đó là vị ngon. Chứ chúng ta không thể phủ nhận nó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu để chúng ta không bị nó cám dỗ, không bị nó lôi cuốn, không bị nó làm chủ mình. Cái đó mới gọi là nhẫn chịu được sắc dục. Giống như có một cái câu chuyện là thiền, cái chuyện thiền rất là ý nghĩa. Có một bà cụ, bà thấy có một ông thiền sư tu ở trên núi, một thầy tu ở trên núi. Bà thấy mới dạy, mới phát tâm muốn thử lòng coi cái vị này tu được tới đâu rồi. Cho nên mới cho cô con gái mình hằng ngày mang thức ăn đến hộ cho cái vị thầy đó tu tập. Thì có một ngày bà mẹ mới bảo là hôm nay con đem đồ ăn đến, rồi con giả bộ con ôm cái vị thầy đó, coi thầy đó như thế nào, thử lòng coi vị đó như thế nào. Thì khi mà cô gái đó ôm cái vị thầy, thì vị thầy mới nói, vị thầy mà tu độc cư đó, mới nói là tôi như cây khô 3 năm chưa biết lạnh nóng. Là ý vị này nói rằng à, tôi tu là tôi không còn cảm giác gì nữa, không còn biết gì, về cái gì, về những cái gì mà tiếp xúc, không còn cái cảm giác, cho nên tôi không có bị nhiễm. Thì khi nghe như vậy, cô gái về kể lại cho mẹ. Mẹ giận quá, mẹ nói uổng công là nuôi mấy năm trời
nuôi một ông thầy tu hành mà cuối cùng như cây khô, không có giá trị gì hết. Bà đem bà giận bà đốt cái cốc luôn. Thì nhưng nói rồi vị này cũng đi tu, vẫn tiếp tục tu tập một chỗ khác. Thì bà này vẫn cho tiếp tục cho cô con gái mình lên hộ tiếp, giận đốt cốc nhưng mà vẫn tiếp tục cho cô gái mình, con gái mình đi đi tiếp xúc và đi lo cho đem cơm hàng ngày. Và một ngày người mẹ cũng biểu bây giờ con thử, con lên con ôm lại cái người thầy đó coi cái người vị đó như thế nào, coi cái trình độ tu tới đâu. Thì khi mà tới ôm vị thầy đó thì vị thầy mới nói rằng tôi biết, cô biết, nhưng mà đừng cho cái bà già ấy biết. Thì khi về nghe mẹ mình, cô con gái mình kể vậy, người mẹ mừng quá, nói được vậy mới là ông thầy tu đúng nghĩa. Thì như vậy cái ý đó là sao quý vị? Cái ý thiền này là nhắc chúng ta cái gì, cho chúng ta thấy cái điều gì? Là ý nói rằng chúng ta tu, ngay cả những Phật tử tu tập nhiều khi nói con tu rồi về rồi cái thấy con nghe mùi thức ăn con thấy nó không có vị vậy, mà thật ra nó có vị chứ, mình nói không vị là sai. Mình nói những cái vị mặn nó có vị, nó vẫn có chua chua cay mặn ngọt, vẫn có thơm. Mình biết thơm nó là thơm, mình biết nó là mùi cá mùi thịt thơm, mình biết, nhưng mà mình không đắm nhiễm nó, mình là biết. Chứ còn cái vị nói con tu con ăn chay rồi, bây giờ con không cần biết những cái mùi đó nữa, cái mùi đó nó dở nó thúi này, mà thật ra nó thơm thật. Cho nên mình phải biết tỉnh giác, nhưng mà mình tỉnh giác mình không bị nó lôi cuốn. Tức là mình nghe cái mùi thịt thơm, mùi cá thơm, chúng ta không bị lôi cuốn để trở lại ăn mặn. Thì đó mới làm chủ được, nhẫn chịu được. Đó là chúng ta đã tu tập được, nhẫn chịu được rồi đó. Chứ còn nếu chúng ta trả lời vậy thì như vị thiền sư đó, nói là như vị thầy tu đó, nói là tôi như 3 năm, cây khô 3 năm, không biết lạnh nóng, không có một cảm giác. Chúng ta con người chúng ta phải có cảm nhận, có tri giác, có nhờ cái cảm nhận, nhờ cái lý trí đó chúng ta tu tập, chúng ta mới đi đến giác ngộ. Chứ còn nếu chúng ta vô tri vô thức thì đâu có giác ngộ được. Cho nên cái ý mà nhẫn chịu được sắc dục này là nhắc chúng ta là thấy sắc đẹp vẫn biết đó là sắc đẹp, ngửi được cái mùi hương thơm biết đó là mùi hương thơm, ăn nếm được cái vị ăn thức ăn biết đó là vị ngon, xúc chạm một cái gì đó mềm mại chúng ta biết đó là cái vật mềm mại. Nhưng biết để rồi chúng ta dừng lại tới đó thôi, chúng ta biết để mà biết, thấy như thấy vậy thôi. Giống như đó chúng ta không có bị đánh nhiễm, không bị lôi cuốn. Ví dụ thấy một cô gái đẹp, thấy một chàng trai đẹp, chúng ta vẫn biết, vẫn cảm nhận nó, ô cái cô đó đẹp, cái anh đó đẹp. Nhưng mà chúng ta làm chủ được cái bản tâm mình, không để lôi cuốn theo những cái đẹp đó, thì đó là chúng ta nhẫn chịu được. Chứ còn nếu chúng ta giả bộ mình nói rằng nói thì hay lắm, mình nói ơi đẹp đâu có đẹp đâu xấu, mình cái đó mình nói không đúng sự thật. Người ta đẹp thật thì mình nói đẹp, hoặc thức ăn nó ngon mình nói ngon, nhưng mà không phải mình tham nó rồi mình cố ăn thật nhiều vào để rồi mình hại cái thân, là không phải. Thấy người đó đẹp mình biết đẹp, nhưng mà chúng ta không đắm vì đó, chúng ta không bị nó lôi cuốn làm khổ. Thì đó là chúng ta đúng thực hành đúng cái câu Phật nói là nhẫn chịu được sắc dục. Thì nhưng mà rất là khó làm nữa quý vị. Đối với những hình sắc như hồi nãy nói quý vị, một là chúng ta, hoặc là chúng ta quán bất tịnh như Đức Phật dạy. Những vị xuất gia ngày xưa, những vị trẻ xuất gia ngày xưa, Đức Phật dạy cái phương pháp là đó, đối với người lớn hơn mình xem đó là như cha như mẹ, đối với những người lớn hơn chút thì anh như chị, nhỏ hơn là như em, ngang bằng như bạn bè, nhỏ hơn nữa như cháu như con. Mình quán như vậy. Hoặc là một cái cách quán thứ hai để mình không có tham ái, tham luyến. Cái quán thứ hai là quán bất tịnh, tức là mình quán cái thân người này, mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình nhìn cái hình thức là đẹp đó, nhưng mà rồi nó vô thường, nó là một cái duyên giả hợp thôi, nó không có cố định. Mình quán như vậy để mình không đắm nhiễm nó, mình nói à cái cô đó đẹp, cái anh đó đẹp, cái vị đó đẹp, hoặc là cái thức ăn đó ngon, cái mùi đó thơm, mình biết, nhưng mình nghĩ rằng nó chỉ là đẹp đó thôi, nhưng mà rồi nó cũng hoại diệt, cái mùi thơm đó, nhưng mà rồi nó cũng sẽ biến thể. Thì mình thấy được cái điều đó để mình không đắm nhiễm vì nó. Quý vị thấy cuộc đời này có bao nhiêu vị vua đã vì mê sắc mà làm tan hoại cả đất nước, làm dân muôn dân khổ đau, làm cả sụp đổ cả ngai vàng. Biết bao nhiêu những anh hùng, những nam nhân, những người giỏi tài ba, nhưng mà bị những cái sắc dục, những cái phụ nữ sắc đẹp nó lôi cuốn và dẫn để tạo bao nhiêu là nghiệp ác.
Cho nên mình nhẫn chịu được sắc dục, tức là mình làm chủ được 6 căn của mình, không để bị chúng lôi cuốn. Ví dụ chúng ta ổn định cuộc sống, chúng ta biết mình dừng ở mức độ nào, cuộc sống mình ở đâu mình dừng ở mức độ nào thì chúng ta không khổ đau. Thì như có một cái, có một con cát này, nó xấu, một con chim cú cho cơ thể, nó bị xấu, nó đang xấu. Cho nên là một ngày nó nhìn thấy, nó nhìn thấy một con thiên nga đẹp quá, nó mới nói trời ơi sao con này trắng quá, đẹp quá, chắc là nó sung sướng lắm. Thì lúc đó con thiên nga nó mới nghe, nó nói rằng không có đâu, tôi có gặp một con vẹt, nó lông nó có hai màu, nó còn đẹp hơn nữa, nó sung sướng hơn tôi nữa. Thì con cú này nghe vậy nó mới đi tìm con vẹt. Con vẹt nói tôi nghĩ là tôi đẹp rồi, tôi ngon lành rồi, nhưng mà thật ra tôi thấy tôi có gặp một cái con công nó còn đẹp hơn nữa, nó hình thể màu sắc rất là đẹp, nó ở trong một cái sở, một cái nơi vườn thú rất là đẹp và được nhiều người chiêm ngưỡng khen ngợi. Con cú này nó nghe vậy nó cũng tìm đến, nó thấy đúng là con công á, nó múa rất là đẹp, nhiều màu sắc đẹp rực rỡ và bao nhiêu người xung quanh khen ngợi, tấm tắc khen và đứng xem. Và một lúc những người đã tan hết rồi, con cú nó mới tới gần con công, nó mới hỏi nhà ngươi có cái bộ lông đẹp vậy, được nhiều người khen ngợi, chắc cuộc đời ngươi sung sướng lắm phải không? Thì lúc đó con công nó mới nói rằng nhìn như vậy không phải như vậy đâu, thì vì cái bộ lông này mà tôi phải bị nhốt ở đây, giam hãm chỗ này để cho mọi người nhìn ngắm, không được bay nhảy tự do. Tôi thấy anh, tôi nghĩ rằng anh mới là người sung sướng. Thì cái điều đó là sao cơ? Thì do chúng ta còn tham vọng, nhìn cái ngoại cảnh còn tham vọng, cho nên chúng ta cứ vậy mà cứ được cái nhìn cái này muốn được cái kia, nhìn cái kia muốn được cái nọ. Thì cho nên nhẫn, Đức Phật dạy cái ý nhẫn chịu được sắc dục là khó là vậy, tức là nhắc mình làm chủ bản tâm của mình. Thì giống như câu chuyện hồi nãy, con cú nó không làm chủ bản tâm của nó, cho nên nó cứ nghe cảnh này nó đi tìm cảnh này, nghe con này giới thiệu con cái đẹp nó đi tìm con kia đẹp, rồi nghe cứ vậy cứ đi hoài. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, ví dụ chúng ta có một cuộc sống gia đình, chúng ta đi kiếm người này, chúng ta kiếm người này ngon hơn, người kia ngon hơn, và chúng ta chạy cả cuộc đời. Tại vì nó, cuộc đời nó không bao giờ nó tuyệt đối, nó có gì tương đối, và mỗi người mỗi vẻ. Cho nên chúng ta biết làm chủ bản tâm của mình, tức là chúng ta biết dừng lại đúng nơi đúng lúc thì chúng ta không bị khổ đâu. Cho nên cái ý mà Đức Phật dạy nhẫn chịu được sắc dục là khó là một cái ý rất là hay, để chúng ta luôn luôn biết phòng hộ thu thúc 6 căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, không để nó đánh nhiễm theo cảnh trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không bị những cái tài, sắc, danh, thực, thùy, lôi kéo. Chúng ta biết dừng lại đúng chỗ, đúng lúc thì cuộc đời sẽ, chúng ta sẽ được an lạc. Nhưng mà điều này rất khó làm, thưa quý vị. Cho nên Đức Phật nói là khó là vậy đó. Chúng ta phải muốn làm điều đó, chúng ta phải thực tập chánh niệm thật nhiều, quán pháp Phật thật nhiều, quán bất tịnh, hoặc là chúng ta quán những cái pháp như hồi nãy chúng tôi đã trình bày đó. Quán như cha, như mẹ, như anh em. Chúng ta có những cái phép quán, thực tập chánh niệm, quán tỉnh giác trong từng cái giây phút, từng hơi thở, thì chúng ta sẽ làm chủ được mình và sẽ không bị lôi cuốn với dòng đời, với những cái sắc dục ở bên ngoài. Thì mong rằng chúng ta hiểu được cái ý này để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống, luôn luôn giữ cái tâm chánh niệm, đừng chạy theo vọng tưởng, biết dừng lại, biết làm chủ, thu thúc cái 6 căn của mình, thì quý vị chắc chắn sẽ không bị khổ đau vì những cái cảnh ngoại cảnh bên ngoài, và chúng ta sẽ luôn được an lạc. Sống đủ, sống đúng, biết đủ và sống đúng, thực tập theo chánh pháp của Đức Phật, trong từng hơi, từng chánh niệm, trong từng hơi thở, từng lời nói, từng nụ cười, từng ánh mắt, thì chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ không bị khổ đau. Thì chúc tất cả quý vị chúng ta cố gắng luôn luôn thực hành những cái lời Phật dạy để cuộc đời chúng ta được an lạc và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.